Chào mừng quý vị các bạn đã là với kênh Đại Vương. Thì trong video hôm nay, Vương sẽ chia sẻ cho anh chị các bạn cách đồng bộ danh bạ lên tài khoản Google. Nó sẽ giúp cho danh bạ chúng ta không bị mất nữa, nhiều khi chúng ta bị mất máy hay cháy sim. Và Vương sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Xin mời anh chị các bạn cùng theo dõi. Thì điều đầu tiên chúng ta sẽ bấm vào phần điện thoại này. Điện thoại thì Vương sẽ bấm vào cái phần danh bạ. Hiện tại danh bạ ở đây là nó đang có là 36 liên hệ nha. Đó, đang 36 liên hệ. Thì làm thế nào mà Vương để up cho nó lên cho tài khoản Google? Thì Vương sẽ vào cái phần cánh khang cài đặt này. Chúng ta vào đây. Thì liên hệ đến sim này, chúng ta bấm vào. Đây là đang là thị sim 2 nha. Nó có những cái danh bạ này, nó rất nhiều. Đó, thì Vương sẽ up nó lên nha. Chúng ta thoát ra, chúng ta vào phần cài đặt, chúng ta kéo nó lên, chúng ta vào cái phần là tài khoản và đồng bộ, chúng ta bấm vào đây. Thì lúc này chúng ta sẽ bấm vào Google nha. Google ở đây có nhiều tài khoản Google, thì Vương sẽ chọn mặc định một cái tài khoản nào để Vương sau lưu nó. Thì các bạn nào mà chưa có tài khoản Google thì các bạn có thể là tự cài đặt, hoặc là Vương có để link trong cái phần mô tả đó, cách mà để tạo một cái tài khoản Google nha. Thì bây giờ Vương sẽ chọn một cái tài khoản là tiểu 6181 đây. Vương sẽ bấm vào đây để đồng bộ nó nha. Thì lúc này các bạn muốn đồng bộ cái gì trên tài khoản Google với cái điện thoại thì chúng ta tích vào hết. Còn Vương sẽ để mặc định nó tích hết vào, còn các bạn không muốn cái nào thì các bạn bỏ ra đi nha. Bây giờ Vương sẽ bấm vào phần đồng bộ ngay. Đó. Thì lúc này nó sẽ chạy nó lót. Các bạn xem mà nó lót xong là nó đã đồng bộ xong rồi nha. Đó, nó đang lót. Rồi như danh bạ nó đồng bộ xong rồi nè, ghi chú là xong nè, đó lịch là xong nè, đó rồi còn trai là lâu nhất, chúng ta để cho nó đồng bộ xong. Thì cái việc đồng bộ đây nó nhanh ha, thì theo cái dữ liệu nó ít thì nó nhanh, dữ liệu nó nhiều thì nó lâu. Rồi như vậy là chúng ta đã đồng bộ xong cái danh bạ lên tài khoản Google nha. Cái Google là cái địa chỉ là tiểu 8161@gmail.com nha. Bây giờ Vương sẽ thoát ra bên ngoài, Vương sẽ vào trình duyệt cho hay là trình duyệt gì cũng được, chúng ta check và thử là nó có đúng như vậy hay không. Thì lúc này trên cái trang Google chúng ta sẽ đăng nhập nó nha. Chúng ta đăng nhập là bên cái góc tay phải Vương này có cái ảnh đại diện nó đã được đăng nhập này. Vương sẽ bấm vào đây và Vương sẽ chọn là cái tài khoản Google của mình. Tài khoản Google của mình sẽ là tiểu đây, là Vương sẽ bấm vào đây. Đó, Vương sẽ bấm vào đó. Và lúc nào Vương nhắc vào cái ảnh đại diện một lần nữa. Và Vương sẽ bấm vào quản lý tài khoản Google của bạn. Vương sẽ bấm vào đây. Rồi, thì lúc này nó sẽ đang là vào cái trang chủ của Google nha. Tài khoản Gmail. Thì chúng ta bấm vào cái dấu mà chính gạch này. Chính chấm. Dấu chính chấm thì bấm vào cái dấu chính chấm. Thì lúc này nó sẽ có hiển thị ra tài khoản tìm kiếm YouTube. Và cái điều quan trọng chúng ta cần tìm đó là danh bạ. Giờ Vương đã đồng bộ cái danh bạ lên, đồng bộ danh bạ đã lên tài khoản Google rồi. Giờ Vương bấm vào danh bạ cho nó có không nha. Đó, giờ nó sẽ xem. Thì cái đây chúng ta có thể là đồng xem trên máy tính vẫn được. Nó tóm lại là chỗ nó có mạng internet thì chúng ta đăng nhập và chúng ta kiếm. Rồi, như vậy là Vương đã đồng bộ xong 36 danh bạ lên cái điện thoại rồi đây nha. Lên cái tài khoản Google rồi đây nha. Đó, rất tuyệt vời phải không ạ? Đó, thì như vậy là từ ngày trở về sau thì khi mà điện thoại chúng ta nó có mất hay là sim nó có cháy thì cái tài khoản Google này nó sẽ lưu cái danh bạ cho chúng ta. Nếu chúng ta đổi máy chỉ cần chúng ta vào tài khoản Google, chúng ta đăng nhập, chúng ta nhập cái địa chỉ mail của mình này vào, chúng ta chỉ cần nhập cái địa chỉ mail rồi xong bấm mật khẩu rồi từ đó nó sẽ đồng bộ hóa nó lên cái danh bạ chúng ta. Và phương pháp này nếu mà chúng ta có đổi máy qua iPhone chúng ta vẫn xài được, chúng ta chỉ cần nhập cái tài khoản Google là danh bạ nó tự động đồng bộ hóa nha. Đó, rất tuyệt vời phải không ạ? Vâng, như vậy là Vương vừa chia sẻ cho anh chị và các bạn cách đồng bộ danh bạ lên tài khoản Google, Gmail. Đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hữu ích thì hãy cho Vương một like, một đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.